Xin chào các em, rất vui được gặp các em trong tiết học ngữ văn ngày hôm nay. Hôm nay cô cùng với các em đi học một tiết tập làm văn nhé các em. Bây giờ các em chuẩn bị sách giáo khoa và vở ghi để chúng ta bắt đầu vào bài học. Trước khi đi vào bài học thì cô giới thiệu với các em một cái tình huống mà chúng ta thường gặp khi làm bài văn. Đó là tình huống sau. Một học sinh khi làm bài với yêu cầu của đề bài đó là viết bài văn bày tỏ suy nghĩ của em về hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ hiện nay. Thì em học sinh đó đã triển khai những cái ý trong bài viết của mình như sau. Đó là em ấy giới thiệu Facebook là, phải giải thích Facebook là gì. Ý thứ hai, cách tạo Facebook, hướng dẫn cách chơi Facebook. Và ý thứ ba là ứng dụng của Facebook. Với những cái ý này thì theo các em, thì bạn học sinh này đã làm đủ chưa? Đúng theo yêu cầu đề bài chưa? Như vậy, dựa vào cái kiến thức bài văn nghị luận thì chúng ta biết rằng là bạn học sinh này đã làm không đúng theo yêu cầu của đề bài. Vì sao? Vì ở đây đề bài yêu cầu đó là bày tỏ suy nghĩ về một cái hiện tượng tiêu cực, đó là hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ. Thì chúng ta phải giới thiệu vấn đề, giải thích Facebook là gì, trình bày thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân. Thì em học sinh này lại trình bày cách tạo, hướng dẫn cách chơi Facebook, các ứng dụng phần mềm Facebook. Như vậy á, là em này đã đi lạc đề, không đáp ứng yêu cầu đề bài. Vì sao? Vì nguyên nhân đó là em ấy đã không phân tích đề, không tìm hiểu kỹ đề và không lập dàn ý trước khi làm bài, dẫn đến lạc đề, xa rời yêu cầu của đề. Vậy thì làm để thế nào để tránh được các cái lỗi trên? Thì bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em, hướng dẫn các em lập dàn ý bài văn nghị luận để khi chúng ta viết bài văn, chúng ta sẽ không rơi vào cái tình trạng đó là xa rời đề bài, đi lạc đề như các bạn học sinh chúng ta vừa tìm hiểu ở trên. Các em lấy vở ra, chúng ta ghi đầu bài hôm nay, đó là lập dàn ý bài văn nghị luận. Các em ở sách giáo khoa trang 89 cho cô. Bài học của chúng ta nằm ở trang 89. Nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất đó là tác dụng của việc lập dàn ý. Phần thứ hai, cách lập dàn ý bài văn nghị luận. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ đi luyện tập lập dàn ý một số đề văn tiêu biểu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Một lớn, tác dụng của việc lập dàn ý. Vậy thì cái việc lập dàn ý là gì và tác dụng của nó là gì? Em nhìn vào trong sách giáo khoa chúng ta sẽ thấy phần khái niệm lập dàn ý đó là công việc như thế nào. Đó là việc lựa chọn và sắp xếp những nội dung cơ bản dự định triển khai vào bố cục 3 phần của văn bản. Chúng ta biết rằng một bài văn thì nó có bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Lập dàn ý tức là chúng ta sẽ lựa chọn, chúng ta tìm ý, chúng ta sắp xếp các cái ý chính cũng như là các ý phụ mà chúng ta dự định ta viết đó. Chúng ta sắp xếp theo một cái trật tự logic vào bố cục 3 phần của văn bản. Vậy thì việc lập dàn ý có vai trò như thế nào? Có cần thiết hay không? Ta qua phần 2, tác dụng của việc lập dàn ý. Lập dàn ý là một cái thao tác không có được thể hiện trên bài viết. Chúng ta làm ra giấy nháp. Nhưng mà đây là một thao tác rất là quan trọng, rất là cần thiết khi trong cái công tác chuẩn bị để viết một bài văn nghị luận. Bởi vì nó có rất là nhiều tác dụng, có 3 tác dụng quan trọng. Thứ nhất, đó là giúp cho người viết bao quát được những nội dung chủ yếu, những luận điểm, luận cứ cần triển khai, phạm vi và mức độ nghị luận. Thứ hai đó là tránh cho chúng ta tình trạng xa đề, lạc ý, bỏ sót hoặc triển khai ý không cân xứng. Tình trạng xa đề đó là chúng ta viết một ý quá dài, quá miên man, nghĩa là chúng ta đi xa trọng tâm của đề bài. Chúng ta viết lan man. Tình trạng lạc đề đó cho là như vừa nãy cô phân tích cái tình huống vừa nãy đó, là bạn học sinh đó đã viết lạc đề, đi không đúng yêu cầu của đề bài. Rồi lập ý là gì? Tức là vì là chúng ta không lập dàn ý, chúng ta viết theo những ý xuất hiện ở trong đầu của chúng ta, cho nên là chúng ta viết ý này rồi, rồi chúng ta lại lúc sau chúng ta lại quên mất là chúng ta đã viết lại ý đó. Vậy là đó là tình trạng lạc ý. Rồi bỏ sót,
Vì khi chúng ta làm viết bài á, chúng ta say sưa, chúng ta triển khai cái ý này một cách rất là chi tiết, thế là chúng ta không phân bố được thời gian, chúng ta bỏ sót cái ý quan trọng. Rồi đến khi gần hết giờ chúng ta lại không kiểm tra lại, thế là xảy ra tình trạng sót ý hoặc là triển khai ý không cân xứng. Tức là gì? Ban đầu chúng ta viết rất là cẩn thận, rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ. Rồi sau đó gần hết giờ hoặc là về gần về cuối thì chúng ta cạn ý hoặc là chúng ta không còn thời gian, thế là chúng ta viết một cách nhanh chóng qua loa đại khái dẫn tới tình trạng đầu voi đuôi chuột. Thì cái việc lập dàn ý rất là quan trọng để tránh cho chúng ta tình trạng là triển khai ý không cân xứng. Thứ ba, phân bố thời gian hợp lý khi làm bài. Điều này cũng rất là quan trọng các em. Trong cái bài làm văn của chúng ta thì cái phần thân bài là cái phần mà trọng tâm, chiếm nhiều thời gian nhất. Cho nên là khi chúng ta làm dàn ý, chúng ta nhìn vào cái phần dàn ý thì chúng ta biết là còn bao nhiêu ý chúng ta cần triển khai. Do đó chúng ta sẽ sắp xếp thời gian hợp lý. Như vậy là cô có cái mô hình như sau. Đó là đầu tiên chúng ta tìm hiểu yêu cầu đề bài, sau đó chúng ta lập dàn ý, cuối cùng là thao tác chúng ta viết bài văn. Thì chúng ta có ba cái thao tác khi mà làm bài văn nghị luận như vậy. Phần thứ hai, chúng ta đi vào phần trọng tâm của bài học ngày hôm nay, đó là cách lập dàn ý bài văn nghị luận. Bài văn nghị luận thì khi lập dàn ý chúng ta phải trải qua hai bước cơ bản. Bước thứ nhất là chúng ta tìm ý, và bước thứ hai là chúng ta sẽ lập dàn ý. Thứ nhất, tìm ý cho bài văn. Thì tìm ý là gì? Đó là chúng ta lựa chọn các luận điểm, luận cứ cho bài văn. Chúng ta tìm một hệ thống luận điểm, luận cứ cho bài văn. Thì trong khi tìm ý, chúng ta phải trải qua ba bước sau. Bước thứ nhất là chúng ta xác định luận đề. Bước thứ hai, chúng ta xác định các luận điểm. Và bước thứ ba là tìm luận cứ cho các luận điểm. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào một cái đề cụ thể và chúng ta đi theo từng bước một nhé các em. Cô hướng dẫn các em, giới thiệu các em cái mô hình. Trong một bài văn thì đầu tiên chúng ta phải xác định luận đề rồi. Đó là gì? Đó là yêu cầu của đề bài. Vấn đề cần nghị luận đó là gì? Để làm sáng tỏ cái luận đề này thì chúng ta có các hệ thống, có hệ thống luận điểm. Luận điểm 1, luận điểm 2, luận điểm thứ N. Và khi chúng ta xác định được các luận điểm rồi thì chúng ta bắt đầu đi tìm luận cứ cho các luận điểm. Mỗi một luận điểm như vậy thì sẽ có nhiều luận cứ. Luận cứ 1, luận cứ 2, luận cứ N. Tương tự như vậy. Thì đây là cái mô hình khi chúng ta tìm ý. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào một cái đề văn cụ thể. Cho đề bài, bàn về vai trò tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người. Nhà văn Maxim Gorky có viết, sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Hãy giải thích và bình luận ý kiến trên. Nhà văn Maxim Gorky là một cái đại văn hào của nước Nga. Thì ông có rất là nhiều tác phẩm nổi tiếng và ông cũng có những câu danh ngôn rất là lý thú, rất là chính xác. Thì trong đó có câu nói sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Thì đề bài yêu cầu chúng ta là giải thích và đưa ra ý kiến bình luận về ý kiến của Maxim Gorky. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một. Đó là chúng ta tìm đầu tiên là gì các em nhỉ? Chúng ta xác định luận đề. Sau đó chúng ta đi xác định các luận điểm. Sau khi xác định xong các luận điểm thì chúng ta bắt đầu đi tìm các luận cứ. Và sau khi tìm xong hết rồi, tìm ý xong hết rồi, chúng ta lại chuyển qua bước thứ hai, đó là lập dàn ý. Bước đầu tiên của chúng ta là xác định luận đề, là bước một đấy các em. Bước đầu tiên trong quá trình tìm ý thì chúng ta xác định luận đề trước. Luận đề đó là đi tìm hiểu yêu cầu của đề bài, vấn đề cần nghị luận. Vậy vấn đề cần nghị luận trong đề bài này đó chính là sách là phương tiện cung cấp tri thức cho con người, giúp con người trưởng thành về mặt nhận thức. Sau khi chúng ta xác định được luận đề thì bước thứ hai chúng ta đi tìm hệ thống luận điểm. Ở trong đề bài này thì chúng ta tìm được các luận điểm chính như sau. Luận điểm thứ nhất trả lời cho câu hỏi sách là gì?
Sách là sản phẩm tinh thần kỳ diệu của con người. Luận điểm thứ hai, nó trả lời cho câu hỏi sách có vai trò gì, có tác dụng như thế nào. Sách mở rộng trước mắt chúng ta những chân trời mới. Ở luận điểm thứ ba, trả lời cho câu hỏi cần có thái độ như thế nào đối với sách và việc đọc sách. Đó là cần phải có thái độ đúng đắn đối với sách và việc đọc sách. Sau khi được tìm được các luận điểm chính thì chúng ta đi vào bước thứ ba các em, đó là tìm hệ thống luận cứ để làm sáng tỏ từng luận điểm. Vậy ở mỗi một luận điểm thì chúng ta sẽ có các luận cứ tương ứng. Bây giờ chúng ta đi tìm luận cứ cho từng luận điểm. Và luận điểm thứ nhất, sách là sản phẩm tinh thần kỳ diệu của con người. Thì chúng ta trả lời các câu hỏi. Câu hỏi 1, sách là sản phẩm thuộc lĩnh vực nào của con người? Trả lời câu hỏi này chúng ta tìm được luận cứ thứ nhất. Sách là sản phẩm thuộc lĩnh vực tinh thần của con người, là sản phẩm tinh thần kỳ diệu của con người. Luận cứ thứ hai, trả lời cho câu hỏi sách phản ánh lưu giữ những thành tựu gì của nhân loại. Và luận cứ thứ ba, sách có chịu ảnh hưởng của thời gian và không gian không? Như vậy thì chúng ta tìm được ba luận cứ các em. Luận cứ thứ nhất, sách là sản phẩm tinh thần của con người. Luận cứ thứ hai, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, nó lưu giữ những cái tri thức về tự nhiên, xã hội, con người. Tất cả mọi tri thức của nhân loại đều được lưu giữ ở trong những cuốn sách. Thứ ba, sách giúp ta vượt qua giới hạn về thời gian, về không gian. Sách có thể lưu giữ kiến thức qua thời gian, qua hàng ngàn năm, hàng triệu năm, vượt qua không gian từ vùng đất này đến vùng đất khác. Nó không có bị giới hạn về mặt thời gian và mặt không gian. Đấy là ba luận cứ làm sáng tỏ cho luận điểm thứ nhất. Bây giờ chúng ta đi tìm luận cứ cho luận điểm thứ hai, sách mở rộng những chân trời mới. Để làm sáng tỏ luận điểm này thì chúng ta đặt ra những câu hỏi, trả lời những câu hỏi sau. Sách đem lại cho con người những hiểu biết gì về thế giới tự nhiên và xã hội? Sách có tác dụng như thế nào đối với cuộc sống riêng tư và hoàn thiện nhân cách của con người? Trả lời hai câu hỏi này chúng ta tìm được hai luận cứ. Sách giúp cho ta hiểu biết mọi lĩnh vực tự nhiên xã hội. Sách còn là người bạn tâm tình gần gũi giúp ta hoàn thiện mình về nhân cách. Đối với luận cứ thứ ba, luận điểm thứ ba cô xin lỗi, cần có thái độ đúng đối với sách và việc đọc sách. Vậy thì thái độ đúng đối với sách và việc đọc sách là như thế nào? Chúng ta có ba luận cứ. Chúng ta cần phải đọc và làm theo sách tốt, phê phán sách có hại. Sách ở trên thế giới này rất là nhiều, có sách tốt và cũng có những sách không tốt. Vậy thì thái độ đúng đối với sách đó là chúng ta cần phải biết phân biệt thế nào là sách tốt, làm theo sách tốt và đồng thời phê phán những loại sách có hại. Thứ hai, đó là chúng ta phải tạo thói quen lựa chọn sách, hứng thú và làm theo các sách có nội dung tốt. Ngoài việc tạo thói quen lựa chọn sách, đọc sách, thì chúng ta cần phải nâng lên, tạo thành một văn hóa đọc sách. Thứ ba, đó là không chỉ đọc sách mà chúng ta cần phải học những điều hay trong sách bên cạnh học trong thực tế cuộc sống, học với đôi với hành. Nếu mà đọc sách không thôi chưa đủ, chúng ta cần phải vận dụng những điều hay lẽ phải ở trong sách và trong thực tế cuộc sống của chúng ta. Như vậy á, là chúng ta đã làm sáng tỏ luận điểm thứ ba bằng ba luận cứ. Sau khi tìm được hệ thống luận điểm luận cứ thì việc tiếp theo của chúng ta là làm gì nhỉ? Đó là chúng ta lập dàn ý. Lập dàn ý thì bây giờ chúng ta sẽ triển khai sắp xếp các ý vào trong bố cục ba phần của văn bản thôi. Phần thứ nhất là phần mở bài. Phần mở bài chúng ta sẽ giới thiệu vai trò của sách, dẫn dắt vấn đề, để giới thiệu trích dẫn ý kiến của Maxim Gorky. Xong đến phần thân bài, thì phần thân bài thì chúng ta triển khai các luận điểm và luận cứ đã có ở phần tìm ý vào trong phần thân bài. Và phần kết bài thì các em khẳng định lại sự đúng đắn trong ý kiến của Maxim Gorky. Các em khẳng định vai trò của sách một lần nữa và đồng thời làm sao để duy trì thói quen đọc sách. Như vậy là cô và các em đã đi thực hành một cái đề văn nghị luận, đó là chúng ta đi tìm ý và chúng ta lập dàn ý cho bài văn nghị luận. Sau khi làm xong hai thao tác này thì các em có thể rút ra được cái mô hình về cái dàn ý bài văn nghị luận như sau.
mô hình của chúng ta thì một bài văn, đây là bố cục của một bài văn, thì nó sẽ gồm có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài, phần kết bài, nhiệm vụ của nó thì cô không có cần phải giới thiệu nữa, thì các em cũng đã nắm được rồi. Thì trong phần thân bài là cái phần trọng tâm của bài văn, phần quan trọng nhất, thì chúng ta cần phải triển khai các cái luận điểm, một hệ thống các luận điểm. Và trong mỗi một luận điểm như vậy, chúng ta lại được làm sáng tỏ bằng các luận cứ. Đó. Đây là mô hình dàn ý bài văn nghị luận. Các em nhớ vẽ cái mô hình này vào, vẽ cái sơ đồ này vào trong vở của mình. Xong chưa các em? Vậy thì sau khi thực hành một cái đề văn cụ thể thì các em có rút ra được kết luận gì hay là những lưu ý gì khi lập dàn ý bài văn nghị luận không? Chúng ta nhìn vào cái phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 91 thì chúng ta rút ra được một vài cái lưu ý như sau. Trước khi lập dàn ý, các em cần phải đọc kỹ đề, xác định luận đề. Đọc kỹ đề để làm gì? Đọc kỹ đề để nắm chắc yêu cầu của đề bài, để tìm được hệ thống luận điểm, luận cứ cho chính xác. Và đồng thời các em sắp xếp triển khai chúng theo một thứ tự hợp lý, có trọng tâm. Khi lập dàn ý, các em phải lựa chọn sắp xếp những nội dung cơ bản dự định triển khai vào bố cục 3 phần của văn bản. Gồm phần mở bài, đó là giới thiệu, định hướng, triển khai vấn đề. Phần thân bài, em sắp xếp hệ thống luận điểm, luận cứ. Và phần kết bài, nhấn mạnh hoặc mở rộng vấn đề. Vậy là chúng ta đã đi xong phần lý thuyết. Chúng ta bài học ngày hôm nay của chúng ta thì ở trong phần lý thuyết thì chúng ta đã tìm xác định được cái tầm quan trọng, cái vai trò của việc lập dàn ý, rồi các bước lập dàn ý như thế nào, rồi chúng ta cũng rút ra được cái mô hình dàn ý cùng bài văn nghị luận. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần 3 lớn là phần luyện tập. Các em nhìn vào sách giáo khoa trang 91, đọc cho cô bài tập số 1. Ta cho chúng ta một cái đề làm văn như sau. Trong một lần nói chuyện với học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Theo em nên hiểu và vận dụng lời dạy đó của người như thế nào? Như vậy đây là một đề làm văn, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ý và chúng ta sẽ lập một cái dàn ý cho cái đề văn này. Cái công việc trước tiên của chúng ta là tìm ý. Bài tập này cô sẽ hướng dẫn các em làm. Thì cô có một số gợi ý, những cái ý chính, tức là những cái luận điểm cho bài văn này như sau. Ý đầu tiên là chúng ta phải sử dụng thao tác giải thích khái niệm tài và đức. Đó là luận điểm đầu tiên trong cái phần thân bài của chúng ta đó các em. Luận điểm thứ hai, sau khi giải thích khái niệm tài và đức thì chúng ta làm rõ cái luận điểm đó là có tài mà không có đức là người vô dụng. Đây là một cái ý kiến, một ý trong cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luận điểm thứ ba, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Rồi chúng ta làm sáng tỏ luận điểm thứ tư, đức và tài là hai phẩm chất quan trọng có mối quan hệ gắn bó trong con người. Luận điểm tiếp theo, cần phải thường xuyên rèn luyện phấn đấu để có cả tài lẫn đức. Vậy thì bây giờ sau khi tìm ý xong rồi, chúng ta sẽ lập dàn ý. Ở phần mở bài, các em có nhiệm vụ giới thiệu vấn đề, dẫn dắt vấn đề. Chúng ta có thể giới thiệu tài và đức là hai phẩm chất quan trọng trong mỗi con người, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt sau khi dẫn dắt vấn đề, chúng ta phải trích dẫn được lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là người có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Sau đó đến phần thân bài, chúng ta lần lượt triển khai hệ thống luận điểm và luận cứ. Ở luận điểm đầu tiên, giải thích khái niệm tài và đức, thì trong luận điểm này chúng ta có hai luận cứ. Và giải thích khái niệm tài là gì? Tài là tài năng, kiến thức, hiểu biết, kỹ năng, kinh nghiệm sống của con người để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.
Còn đức đó là đạo đức, tư cách, tác phong, lòng nhiệt tình, khát vọng, chân thiện mỹ trong mỗi con người. Đó là luận điểm thứ nhất. Luận điểm thứ hai, có tài mà không có đức là người vô dụng. Trong luận điểm này, chúng ta cũng dùng những luận cứ để làm sáng tỏ, là giải thích một số người có tài mà không có đức thì chẳng thể làm được những việc có ích, có tài mà hành động trái đạo đức còn có thể gây hại cho cộng đồng. Đó, luận điểm 2. Luận điểm 3, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Ở luận điểm này, chúng ta cũng dùng những lý lẽ và chứng cứ để chúng ta chứng minh những người có phẩm chất đạo đức tốt thì khó có khả năng hoàn thành tốt công việc, nhất là những việc khó khăn. Ở chỗ này cô sửa một chút nha các em. Những người có phẩm chất đạo đức tốt mà không có tài đó, thì khó có khả năng hoàn thành tốt công việc, nhất là những việc khó khăn. Luận điểm tiếp theo, đức và tài có quan hệ khăng khít với nhau trong mỗi con người. Và luận điểm cuối cùng, chúng ta cần phải thường xuyên học tập, rèn luyện, phấn đấu để có cả tài lẫn đức. Và phần kết bài chúng ta khẳng định lại vấn đề được nói tới, và chúng ta nêu lên bài học cho thế hệ trẻ. Khẳng định vấn đề được nói tới đó là tài và đức cần phải luôn song hành và tồn tại với nhau mới tạo nên thành công của mỗi con người. Bài học đó là thế hệ trẻ cần phải được định hướng đúng đắn trong rèn luyện tài và tu dưỡng để hoàn thiện nhân cách, là một người vừa có tài vừa có đức để trở thành người có ích cho xã hội. Vậy là chúng ta đã đi tìm ý và lập dàn ý xong bài tập số 2, bài tập số 1 trong sách giáo khoa. Tiếp tục bài tập số 2. Bài tập số 2, các em đọc sách giáo khoa trang 91 cho cô nào. Trong lớp, anh chị có một số bạn gặp khó khăn trong đời sống nên chỉnh mảng học tập. Các bạn đã thương mượn câu tục ngữ, cái khó bó cái khôn để tự biện hộ. Theo anh chị nên hiểu và vận dụng câu tục ngữ này như thế nào? Đây là bình luận về câu tục ngữ, viết vào bài văn nghị luận, trình bày ý kiến của mình về câu tục ngữ. Thì ta yêu cầu chúng ta là tìm ý và lập dàn ý cho câu tục ngữ này. Thì cho phần tìm ý thì các em có thể tự làm theo hướng dẫn của cô nha. Nãy giờ cô đã hướng dẫn các em vận dụng hai bài tập rồi. Thì bây giờ bài tập số 2 này thì các em tự làm cái phần tìm ý. Và cô gợi ý cho các em cái phần dàn ý của cái bài này. Ở phần mở bài thì chúng ta cũng dẫn dắt vấn đề để giới thiệu được câu tục ngữ. Dẫn dắt vấn đề như thế nào? Chúng ta có thể dẫn dắt như sau. Thực tế với nhiều khó khăn trong cuộc sống đã hạn chế khả năng của con người. Vì vậy, ông cha ta mới có câu tục ngữ, cái khó bó cái khôn. Hoặc là chúng ta có thể có nhiều cách mở bài khác nhau nha. Đối với phần thân bài thì chúng ta cũng triển khai một loạt các hệ thống luận điểm và luận cứ. Luận điểm thứ nhất là chúng ta giải thích ý nghĩa câu tục ngữ. Chúng ta giải thích từng từ ngữ, sau đó chúng ta giải thích nghĩa cả câu. Cái khó là gì? Đó là khó khăn trong cuộc sống. Bó là sự trói buộc, sự hạn chế. Cái khôn là khả năng suy nghĩ sáng tạo của con người. Vậy nghĩa cả câu tục ngữ này đó là những khó khăn trong cuộc sống hạn chế sự phát huy tài năng, sức sáng tạo của con người. Luận điểm thứ hai, chúng ta khẳng định câu tục ngữ này nêu lên một bài học. Bài học này có mặt đúng và cũng có mặt chưa đúng. Mặt đúng của câu tục ngữ đó là nói lên được sự phát triển chủ quan, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan. Mặt chưa đúng đó là nó chưa đánh giá đúng mức sự nỗ lực chủ quan của con người. Vậy thì bài học dành cho con người chúng ta đó là gì? Khi tính toán công việc cần tính đến điều kiện khách quan nhưng cũng không lệ thuộc vào điều kiện đó. Trong hoàn cảnh nào cũng đặt lên hàng đầu sự nỗ lực chủ quan của con người. Và đồng thời cuối cùng chúng ta kết luận cần khẳng định hoàn cảnh khó khăn ta càng phải quyết tâm khắc phục. Khó khăn chính là môi trường rèn luyện bản lĩnh giúp ta thành công trong cuộc sống. Như lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian nan rèn luyện mới thành công. Hoặc là
cái khó ló cái khôn như ông cha ta đã dạy. Và như vậy là chúng ta đã làm xong bài tập số 2. Thì ở cuối bài học ngày hôm nay cô có một bài tập vận dụng dành cho các em. Các em ghi nhiệm vụ của các em là ghi chép bài đầy đủ, làm bài tập vận dụng hôm sau cô kiểm tra nhé. Từ tình bạn chân thành sâu sắc của hai nhà thơ lớn thời Đường được thể hiện trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng của Lý Bạch. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về giá trị của tình bạn trong cuộc sống. Và em hãy lập dàn ý cho đề văn trên. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tập thật tốt, ghi chép bài đầy đủ và đạt điểm cao nhé. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau. Cảm ơn các em.